Công ty đồ gỗ Mỹ Nghệ ra một bộ bàn ghế mà vô cùng đẹp, không có đục bất cứ một cái gì cả. Chủ đạo của bộ bàn ghế này chính là các cái vân trên các cái nét vân gỗ. Xin chào toàn thể quý vị đang xem trên trang fanpage của đồ gỗ Mỹ Nghệ Hướng Mai, địa chỉ số 1, khu đất mới, phường Trang Hạ, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, số 1 Đồng Kỵ. Hôm nay công ty đồ gỗ Mỹ Nghệ Hướng Mai ra một bộ bàn ghế rất là đẹp, trơn tru. Từ trước đến giờ thì mọi người vẫn thường nghĩ là đồ gỗ Mỹ Nghệ Đồng Kỵ là một cái gì đấy cần phải đục đẽo rồi cả chạm trổ rất là nhiều, thậm chí là rất là khó lau chùi quét dọn vệ sinh. Nhưng mà hôm nay công ty đồ gỗ Mỹ Nghệ ra một bộ bàn ghế mà vô cùng đẹp, không có đục bất cứ một cái gì cả. Chủ đạo của bộ bàn ghế này chính là các cái vân trên các cái nét vân gỗ, và do các cái người thợ, mà cái này là 100% là thợ hàng ngang. Thợ hàng ngang họ chỉ cần làm trau chuốt tất cả các cái đường nét, làm bằng tay cũng rất là nhiều. Và sau đó thì họ không có dùng bất cứ một tí đục chạm nào và ra được một bộ bàn ghế vô cùng đẹp. Và khi mà mọi người ngồi thì mọi người vẫn cảm nhận được cái sự sang trọng, bề thế, nguy nga và rất là dễ dàng cho cái việc thuận tiện quét dọn. Nếu như mà quý vị mà không có thích lau chùi quét dọn hoặc nhà không có người giúp việc thì mua bộ bàn ghế này thì thậm chí không cần phải lau chùi gì cả, nó vô cùng đẹp. Hôm nay Giang Sơn ngồi cạnh mẹ, và Giang Sơn thì rất là yêu thích các cái kinh Bát Chánh Đạo. Hàng ngày bạn ấy thường tụng kinh Bát Chánh Đạo trong cái cuốn sách Đường Xưa Mây Trắng. Đường Xưa Mây Trắng của Thiền Sư Thích Nhất Hạnh thì có nói một cái đoạn là sao mai mọc ở dưới chân trời, lấp lánh như một hạt kim cương lớn. Lâu nay ngồi trên gốc cây bồ đề Tất Đạt Đa nhiều lần trông thấy ngôi sao này, nhưng hôm nay sao mai hiện lên như một ngôi sao mới, sáng chói lấp lánh mừng vui như nụ cười giác ngộ. Tất Đạt Đa nhìn sững ngôi sao mai rồi buộc miệng lên tiếng. Tức là trước khi mà Đức Phật thành đạo thì Đức Phật nhìn thấy bông sao mai, mà trong tất cả các cái kinh trì tụng về ngày Đức Phật thành đạo thì bao giờ cũng có là sao mai. Lạ thay, tất cả mọi chúng sanh đều có sẵn hạt giống của trí tuệ giác ngộ trong lòng, vậy mà trong ngàn muôn ức kiếp cứ để cho mình tự do lặn ngụp trong biển sinh tử khổ đau, thật là đáng thương. Tức là tất cả mọi người đều có hạt giống Phật ở trong tâm. Ngày xưa khi mà sinh ra thái tử thì đức vua lúc nào cũng mong muốn là thái tử sẽ nối ngôi vua, trở thành một vị chuyển luân thánh vương, chứ không bao giờ mong muốn là Đức Phật sẽ đi tu, Đức Phật sẽ thành đạo. Nhưng mà Đức Phật thì thấy mọi người sinh rồi già rồi bệnh rồi chết, ai cũng thế, không có ai thoát được bốn cái là sinh ra này, lớn lên thì là già đi này, xong rồi có bệnh tật này rồi mất. Thế và Đức Phật muốn vượt thoát để tìm ra cái con đường đấy, và đây là giờ khắc mà Đức Phật đã tìm ra cái con đường đấy. Khi mà Đức Phật giác ngộ sang xong ấy con nhớ, mọi vật vẫn như vậy, nhưng mà cái tâm giác ngộ giải thoát của Đức Phật nên là Đức Phật nhìn thấy tất cả mọi thứ nó đều đẹp, đều mới tinh và đều với cái tình gọi là trí tuệ, không con biết không, từ bi và trí tuệ mà. Cho nên là ngài nói là tất cả mọi thứ như mới tinh và Sa Môn Cồ Đàm cũng mới tinh. Có cái đoạn này mẹ đọc cho con nha. Con biết, con không biết, con chỉ biết hôm nay là thầy khác lắm, con thấy thầy như một cái mặt trời. Con thấy thầy như một bông sen vừa nở, con lại thấy thầy như mặt trăng trên đỉnh núi Tượng Đầu. Thế xong rồi Đức Phật lúc bây giờ là thái tử Tất Đạt Đa mới nhìn vào mắt Cát Tường mới nói: con là thi sĩ rồi đó, nào nói cho thầy nghe đi, tại sao hôm nay con đến thăm thầy sớm thế, trâu của con được thả ăn ở đâu rồi? Ngày hôm nay là ngày vui nhất của thầy, chưa bao giờ thầy vui như hôm nay. Nếu được thì chiều nay các con ghé đến cây bồ đề chơi với thầy, nhớ cho mấy đứa em của con đến với nhé. Bây giờ thì con hãy đi cắt cỏ cho đầy gánh đi. Cắt Tường sung sướng chạy đi, trong khi vị Sa Môn tiếp tục đi từng bước trên bờ sông ngập nắng. Sau này thì con còn có quả quyết tránh em. Xin chào quý vị đang xem trên trang fanpage của đồ gỗ Mỹ Nghệ Hướng Mai. Nói một chút với lại con trai Chử Giang Sơn về Phật Pháp, bởi vì anh ấy rất là thích Phật Pháp nhiệm màu, nên hôm nay cũng nhân dịp ngồi
trên một cái bộ bàn ghế rất là đẹp để giới thiệu, cũng như là kính chúc quý khán giả đang xem trên trang fanpage của Đồ Gỗ Mỹ Nghệ Hướng Mai luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc tất cả quý khách đều mạnh khỏe, đều đi trí tuệ và mọi điều nó sẽ đến về tất cả quý khách. Chân chúc là chúc tất cả các quý khách luôn luôn mạnh khỏe, từ bi, trí tuệ và đạt được nhiều điều tốt đẹp trong cuộc sống. Xin cảm ơn, xin chào.